diễn viên Băng Di trong vai Tư Mắm. Dạ, Trấn Thành đang đẩy bác Mặt Càng vào trong và mọi người vỗ tay cho cái hình ảnh rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Thật là ấm cúng thưa quý vị, thật là ấm áp ạ. Xin được mời diễn viên Thúy Loan và diễn viên Bích Ngọc trong vai Út Trong, diễn viên Mai Thanh Dung, diễn viên Tuyền Mặc trong vai Tư Ù. Xin được mời diễn viên Tiến Luật trong vai Ông Tiều, diễn viên Tuấn Trần trong vai Út Lục Lâm, diễn viên Nhí Bảo Ngọc trong vai Út Sinh và diễn viên Hoài An ạ. Xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng tiến lên ở khu vực ghế ngồi để chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các anh chị phóng viên. Dạ, xin mời Tuấn Trần ạ. Của trường sân khấu điện ảnh và cũng học trò của thầy Vinh Sơn. Dạ, cũng học trò trong trường của ông bà Bác Răng. Thật ra các diễn viên đây cũng là những cái thế hệ có người học trò, có người có những người bạn hồi đó đóng vai nhỏ nhỏ bây giờ trở thành cũng những đạo diễn rất là nổi tiếng như anh Phương Điền, chị Lê Hoa cũng đi theo nghề. Thật ra bộ phim này có rất nhiều, làm nên rất là nhiều người trở nên nổi tiếng và yêu nghề hơn, và nó cũng có rất là nhiều cái giấc mơ của những người học sinh sinh viên như mình hôm đó thấy thích nghề làm phim. Hôm nay thì thật ra xuất chiếu nào mình cũng hồi hộp. Thật ra mình là mình cũng rất là căng thẳng, cho nên là mình có đi coi với khán giả mình cũng hồi hộp. Xem thì cũng rất là nhiều lần, mỗi lần nó có một cái cảm xúc khác. Có những cái lần thì mình xem mình soi kỹ thuật rất là nhiều, cho nên là cũng lo kiểu khác, mà với khán giả cũng lo kiểu khác. Hôm nay rất là cảm ơn những cái tràng vỗ tay của khán giả ở trong cái quá trình phim chiếu, làm cho mình cũng thấy tự tin hơn, ấm áp hơn. Cảm ơn ạ. Thành ơi, Thành là một bất ngờ, phải nói là bất ngờ rất lớn trong bộ phim. Thật ra thì trước khi mà Tuấn nhìn thấy rất nhiều các thông tin, Tuấn thấy là có tên Trấn Thành ở trong đây, Tuấn biết chắc chắn một điều, bác Ba Phi ở trong phiên bản này sẽ không có bình thường đâu. Và thật sự là không bình thường thật, đúng không ạ? Những cái câu mà nó rớt nước mắt ngay cái khúc mà Thành xuất hiện trên sân khấu của cái vở Tuồng Cải Lương đó. Mọi người dành một tràng pháo tay cho Trấn Thành giúp chúng tôi được không ạ? Xin mời Thành. Xin cảm ơn anh MC. Trước tiên thì đúng rồi nhưng mà bây giờ bác Ba Phi trẻ, phải hỏi bác Ba Phi ngày xưa bác Ba Phi coi thấy được không? Ông nói gì tôi không biết nói gì. Mà bác Ba Phi nãy giờ coi phim hay không? Cầm phù quá. Mèo bác Ba Phi có mèo biết nói sao vậy? Cái chờ cho cái phim này đông khách, khán giả mua vé và thiệt nhiều đang làm phim mà vậy á. Hay thì mình nói miệng hay, nhưng mà những người mua vé vô coi á phải hỏi nè, mua vé coi vô lâu này càng lâu hả? Dạ, cảm ơn bác Mặt Càng. Thật ra thì cái bộ phim này thì cái người làm đạo diễn chính là anh Nguyễn Quang Dũng, cho nên mọi người cứ thấy nhiều khi thấy bia qua tưởng phim của em, nhưng không phải. Thật ra cái người đạo diễn chính là anh Nguyễn Quang Dũng. Đều em phải nói rõ ra đây, cái hay ho nhất là con người này, người ta là người đầu tiên, là những viên gạch đầu tiên để xây dựng ra cái bộ phim này. Thì Thành chỉ là một cái người mà khi mà dự án được phát thảo ra, thì anh Nguyễn Quang Dũng với lại anh Trinh Hoang ở bên nhà sản xuất HK thì có mời Trấn Thành để cùng tham gia làm vai bác Ba Phi, cũng tham gia với vai trò là nhà sản xuất, tại vì cũng mong muốn là có sự đồng hành của Trấn Thành để làm cho bộ phim được nó chặt chẽ hơn. Thì lúc đầu nói thiệt với quý vị là Thành cũng hơi đắn đo một chút xíu, là tại vì kinh phí nó lớn quá. Em là một nhà đầu tư, chứ bao giờ em nghĩ em có thể đầu tư một cái phim mà kinh phí nó lớn như vậy. Mà mình nghĩ là trời ơi, cái phim này mà nghe mấy anh báo cái con số, thật sự là cái em chán ngợp. Em nói trời, có nên đầu tư không? Nhưng mà em về nhà em đọc cái kịch bản xong, rồi với tất cả những gì mà em nhớ về đất Phương Nam ngày xưa khi mình coi, ngày nào mình cũng ngồi mình đợi buổi tối để mình mở đất Phương Nam để mình coi, thì mình cảm thấy rằng là mình phải làm cái gì đó cho điện ảnh. Tại vì nếu như không có những người mà chịu cực như là anh Dũng hay là bác Hoang ở đây mà chịu làm những cái đề tài này, những cái bộ phim như vậy, thì sẽ rất ít đạo diễn người ta dám thử thách trong một cái bộ phim mà kinh phí thì nhiều mà không biết là mình có lấy lại được tiền.
hay không, không biết là khán giả có chịu xem lại cái bộ phim này hay không. Và cũng dạ lo được không? Thì nói thiệt là tại vì cái đề tài này nói gì nói chứ nó cũng là một cái đề tài về lòng yêu nước, về anh hùng và một cái câu chuyện của một bạn nhỏ đi tìm cha. Thì dĩ nhiên trong nó có cái hấp dẫn của cái phiên bản điện ảnh, nhưng mà mình cũng rất là lo, tại vì khi mà quý vị đầu tư một cái phim mà vốn lớn quá thì cái việc mà mình huề vốn thôi, cái phim này là phải ít nhất là trên 100 tỷ mới gọi là huề vốn thôi đó quý vị. Mà quý vị thấy không, ở cái thị trường hiện nay sau Covid là hiện nay khán giả ra rạp hầu như là rất là ít, tại vì người ta quen cái thói quen ở nhà, người ta có những cái nền tảng ở trên truyền hình người ta xem, cho nên ít khi người ta ra rạp. Mà mình đầu tư một cái phim như thế này thì thật sự là rất là lo. Nhưng mà Thành nghĩ là ok, ông Tổ cũng đã cho mình nhiều, khán giả cho mình nhiều, mình phải làm một cái gì đó để những cái dự án hay ho và ý nghĩa như thế này được xảy ra. Cho nên Thành diễn ra được diễn ra thì em mới nói là phải làm cái gì đó. Em đồng ý tham gia và hoàn toàn đóng góp tất cả những gì mà em có thể. Và ngày hôm nay khi mà em ngồi em xem, mọi người có thể thưởng thức, nhưng mà em thì dựng cái phim này lâu quá rồi, em coi em thuộc từng scene luôn rồi. Em ngồi em đĩa và biểu cảm của quý vị, thì em thấy cũng có những nụ cười, những cái đoạn action quý vị cũng xích xoa. Rồi em thấy mọi người cũng dụi mắt, đoạn nào xúc động quý vị cũng dụi mắt. Em thấy ngồi kế bên em đằng sau cũng em có nghe em mới nói mừng trong bụng rồi. Nói chung là phản ứng khán giả rất là tốt. Và không biết quý vị thật sự xem phim này quý vị có thấy hay không ạ? Dạ, nói chung là cũng thấy hay nhất là cái đoạn mà Băng Di mà bị phóng dao là mọi người vỗ tay to lắm. Dạ, coi như là phóng dao cái là vỗ tay liền. Nói chung là nếu như mà quý vị đã có một cái cảm giác như thế này thì cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và con cũng hy vọng là cảm giác của tất cả những cái anh chị, những đàn chị tiền bối ngồi đây cũng có cùng cảm giác với quý vị ngồi bên dưới, là cũng sẽ yêu thích một cái bản điện ảnh, là một cái version khác so với bản truyền hình, nhưng mà cũng cùng một cái ngôi nhà chung, như là ngày nay thầy Mạnh Dung nói là ngôi nhà của đất phương Nam. Dạ, dạ. À, mình cũng thấy là hình như là còn thiếu Dạ, Minh Tuấn xin được mời tất cả các diễn viên, chúng ta sẽ cùng tiến xuống dưới ạ. Thế ở giữa còn hai chỗ đây ạ. Chị nào có câu hỏi thì có thể giơ tay lên giúp em. Chưa có câu hỏi thì em sẽ hỏi nha. Dạ, em hỏi chắc chắn anh, em nhờ anh Dũng trước. Em rất muốn hỏi một câu hỏi này, xin được mời micro ra giúp em. Dạ, em biết rằng là ở đây có lẽ là anh, nãy em có thấy ở trong cái phần credit đó là nghệ sĩ Trấn Thành là cũng là cái người ngồi dựng phim rất nhiều. Có lẽ là anh và Thành là hai người mà coi bộ phim này nhiều nhất. Nhưng mà ngày hôm nay cảm giác nó khác, bởi vì mình đang không phải coi phim để mình làm cái phiên bản của mình, mà bên cạnh nó còn có những người đã làm cái bộ phim này trước đây nữa. Không biết cái cảm xúc của anh lúc mà cái bộ phim này nó diễn ra như thế nào chắc. Dạ, còn ai mọi người nhắc giúp em nha, tại vì anh Phương Điền. Dạ. Dạ thôi bây giờ em nghĩ là cái dàn diễn viên của mình thì hiện tại ở đây cũng đã khá đủ rồi. Em cũng không có còn ghế nữa, cho nên là em xin phép là em sẽ giữ đội hình vào như đây thôi. Còn nếu mà có ai hỏi câu hỏi của các vị khách mời trên kia thì em sẽ chạy lên kia, không sao ạ. Bây giờ thì dạ có ai đặt câu hỏi cho các diễn viên của em không ạ? Mọi người không hỏi là em hỏi tiếp ạ. Tôi nói rồi nha. Dạ, đó, ngồi kế bên bậc trưởng bối là hiểu. Sai là chỉnh liền, dạ. Hiểu mà biết. Dạ cho em hỏi anh Hùng Thuận.